Em bán xôi thơm nhỉ? À, cái ăn cho anh quả trứng nhá. Vâng. Cái ăn xôi thì ăn gì? Em ăn xôi xúc xích trứng. Thế thì anh ăn xôi ăn 10.000 hay ăn 5.000 ạ? 20.000. 20.000. 20.000 xôi anh ăn hết được không? À không phải. Ý là ăn topping. Full topping ấy. Vâng. Nhưng mà ít thôi thì bao nhiêu? Một xôi người ta ăn bao nhiêu tiền thì em làm cho anh. Đủ không? Yeah. Ăn thêm gì tính ngoài. Ờ ăn ở đây luôn. Ăn luôn đấy, ăn luôn. Vâng. Có bát không? Hạ và lấy đĩa. Em bán xôi tên gì á? Em tên Quỳnh Anh. Quỳnh Anh á? Vâng. Thế là người ở đây luôn à? Em người Hà Nam. Ờ. Thế ở đây một mình à? Không, mẹ em ở đây. À, đây nhà em. Không? Đây nhà em đúng không? Vâng. Bán này được lâu chưa? Dạ. Em bán này được lâu chưa? Rồi ạ. Mấy năm rồi? Hơn chục năm, gần 20 năm. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Em 18. 18 à? Thế bán xôi từ năm 8 tuổi luôn. Ui giời, hay nhỉ. Mấy anh em đói quá không ạ? Đi tranh thủ ăn trước tí. Rồi anh Hải anh tắm rồi nè. Tí đi giao lưu ở ngoài hồ. Đây, xôi em là có những topping gì đây? Không lấy cái gì đó hả? À, mình là có những xôi gì em? Xôi giúp hành. Xôi giúp hành. Bác không có à? Không có. À. Không đói như nào. Đây là cái trừng với gọi. À. Thế là em là người dân tộc Kinh à? Vâng. Thế là bán xôi từ năm 8 tuổi. Mẹ em bán cho em rồi đó. Em vừa bảo em bán được chục năm xong. Hút thuốc lá không? Hút thuốc lá không? Không, không tốt cho sức khỏe. Không. Anh ăn gì không em? Có. Anh ăn bánh mì nhá. Em bánh mì á? Ờ. Thế em đang bảo mình bảo. Ờ, xong em dán được mấy cái xúc xích với lại ít trứng, tráng trứng á. Vâng. Thế để em lấy cái thìa to. Tao. Quả là. Cô đi đâu đây? Hút thuốc. Hút thuốc nhiều không tốt sức khỏe đâu. Đây. Không có nhiều nhá. Ăn bánh mì không? Cô ăn bánh mì không? Không, xôi. Xôi á? Thế cho cô mấy nghìn xôi em. Qua ai? Làm cho bà này sốt xôi á? Ăn rồi nha. À, cô ấy không ăn á? Vâng. Cô ấy có ăn xôi không? Không, mua đâu. Không, mời em mời. À, xôi thuốc lá. Tôi hút thuốc lá đây rồi đây, để cứ thuốc lá gì nữa. Tôi ăn xôi thì ăn rồi, không hút thuốc đâu. Rồi nhá. Xin xôi và xin sữa. Ờ, một xôi hộp sữa, đấy chị. Đấy, cho cô ấy sốt xôi với hộp sữa nữa. Đây. Uống sữa gì đây? Uống cái này hay uống cái này? Cái này á? Đây á? Pha đây à? Đây. 5.000 xôi một hộp sữa. À, 5.000 xôi một hộp sữa. À, xài. Ê. 5.000 xôi một hộp sữa. Đây. 5.000 xôi một hộp sữa. Em là em gái của chị kìa. Vâng. Ngày à? Lớp mấy rồi? Lớp 11. À, 11. Người yêu chưa? Chưa. Chị đã biết yêu chưa? Yêu chị em đã có người yêu chưa? Chưa. Chưa. Ừ. Cô này là nhà ở đâu đây? Không biết, cứ đi làm hàng. Ờ, nhá. À, cô. 5.000 xôi một hộp sữa nhá. Thôi, chúc cô buổi tối vui vẻ. Hay vào đây ăn luôn. Đây các bạn. Cuộc sống mà. Hà lịch biết thôi. Em cho anh cái đĩa bé tí này làm sao mà được đấy. Các ăn 5.000 xôi bảo nó hơi ít. Vâng, một ngày em bán bao nhiêu xôi này? Cũng túc tắc rồi. Ba ngày luôn à? Đây đối diện cổng trường trung học phổ thông Mường Tè các bạn. Thế một ngày phải mấy trăm cái nhỉ? Bánh mì à? Cũng không đến. Không, 100 thì 200. Nghìn cái. Nghìn cái. Vâng. Thế bánh mì này bán bao tiền một cái này? 10.000 ạ. Ừ. 10.000 mà lại cả xúc xích lẫn... À đâu, cả xúc xích phải 20.000. Ờ, đấy, lại tưởng 10.000 lại cả. Không, thế thì lỗ của mình chết. Đúng rồi.
À hả, dám nhau quả trứng nữa thì cô, thế em 18 tuổi này đã có người yêu chưa? Em chuẩn bị lấy chồng. Thế yeah. Nhưng mà chưa biết chồng em ai thôi. Rồi ôi anh An này. Ăn hết. Uy tín thế. Ăn hết. Số chất lượng. Anh tên là An nhé. Anh đến từ kênh vẻ đẹp du lịch Lai Châu. Ngon không? Ừ. Đói rồi cái gì cũng ngon. Được vậy. Xong là úp cái cho hết vào đúng không? Bổ ruột cho hết vào đúng không? Vâng. Thật ngày bán được bao nhiêu cái? Hơn chục cái thôi. Em hơn chục cái em đứng đây thì anh thuê em về em làm anh luôn. Chục cái thôi. Chục cái. Không, không bán được nhiều, tại vì xung quanh đây cũng nhiều người bán mà. Anh thấy đây mỗi em bán. Không, làm gì có. Ở bên kia thầy trưởng của trường em kia. Vâng. Thế vẫn đang học không? Không. Xong rồi chứ? Em học xong từ năm ngoái mà. À đây là cổng trường cấp 3 à? Vâng. Cứ được rồi, vì nó chín rồi mà không cần lấy đâu anh. Anh đói lắm mà. Thế ăn... anh có đợi được trứng nữa không? Có, ra trứng đi. Ăn xôi nó nặng bụng quá lại, nên là mình ăn bánh mì thôi. Xôi chắc bụng. Thế là em cũng biết kênh của anh ấy nhỉ? Em á. Rồi xong anh tin là em biết anh. Biết không? Chắc là sẽ biết ạ. Hôm nọ anh vào đây em cũng phải biết chứ. Không. Hôm lễ hội đường phố. Hôm lễ hội là em có ở đâu? Hôm lễ hội là em đằng quê. À, em mới lên đầu tháng. Thế biết kênh của anh không? Không. Vẻ đẹp du lịch Lai Châu. À có chứ. Đấy, thế mà không biết anh đúng không? Đúng rồi. Hay quá các bạn ạ. Thế thôi là vui rồi. Biết kênh được rồi đúng không? Đúng rồi, biết kênh là được rồi. Không cần biết mặt. Cần gì mặt. Cảm ơn. Cảm ơn em. Phương này bao tiền hả? Đã. Phương này bao nhìn anh. Ok. Đấy, mời các bạn nhá. Rồi. Nhưng mà chúc kia 9 chưa? Anh em này mời anh em chén nhá. Nói chung là nháp tí không tí đi uống rượu vì mà em vật cho tơi bời các bạn ạ, nên phải tranh thủ, không là không ăn được gì đâu. Hai mươi lăm nghìn một trứng, một xúc xích kèm rau dừa cho dừa ngang thì 5.000 xôi, thêm 10.000 nữa thì mấy xúc xích rồi ăn một cái này. Mấy trứng? Trứng này bao quả. Ăn thử xương tí đi quay anh Hải đỡ bị trên tay. Không phải uống rượu mình đấy. Có nước gì lại không em cho anh xin chai? Có. Nó có ăn có. Có. Anh ăn uống gì? Nó có ăn hai chai. Đấy. Ngon. Ấm bụng. Xong tí mấy anh em ra hồ muốn xóa à muốn xòe với mấy chị em rồi đấy. Tối nay chương trình vui các bạn ạ, rất nhiều luôn, rất là nhiều bạn trai xinh gái đẹp mực tẻ đấy, đặc biệt là có sự kiện của cả Sapa TV đó. Tao bỏ cưỡi rồi thì đi về xong rồi đón anh Hải đi uống rượu thôi. Bây giờ lên đường đi về thôi. Nhưng mà bánh mì này chất lượng thật. Đây chỗ này là chỗ trường cấp 3 huyện này. Bây giờ lên xe về đón xếp Hải đi xòe. Ấm rồi. Xin chào các bạn nhá. Anh Hải hôm nay đang có mặt tại Mường Tè các bạn ạ. Mà đang gọi là check in trước giờ gọi là có trận chiến. Xin chào anh Hải nhá. Anh thấy các cô gái Mường Tè nhà em nào? Quá uy tín. Có uy tín không? Rất xinh. Đấy, okay. Đây các bạn. Đây có hai em. Tè. Okay. Đó. Em ơi. Đấy. Đây. Em chụp với phải cho anh chụp phát đi. Hello, Mường Tè xin chào. Nào, Mường Tè xin chào. Môi hồng chưa? Miệng cười má đỏ hay hay, ui xinh quá. Ôi nhưng mà vướng anh cho em nhờ tiếng rồi. Anh sai rồi. Đây. À đây thì anh vào có gì đâu, để anh Hải. Anh Hải ở Lào Cai, Sapa, mình ở Lai Châu thì chụp lúc nào cũng được. Ưu tiên khách. Đấy chẳng mấy khi anh sang đây đi tít từ Mường Tè. Nào. Đấy, bạn thấy không, con gái Lai Châu quê tôi đấy.
Chào anh em đến chùa. Đấy. Đấy nhỉ? Bây giờ mình đi chiến đấu gọi ạ. Đi. Đó, ok. Anh sang anh đem thử con.